xe Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn 2021, mẫu xe dịch vụ giá rẻ với những trang bị ấn tượng. Hyundai Accent 2021 đã chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam và thu hút sự chú ý của nhiều đối tượng khách hàng với 4 phiên bản được bán ra. Trong đó, Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn sở hữu lợi thế về mức giá mềm. Tuy nhiên xe cũng sẽ bị lực đi khá nhiều các tính năng tiện nghi. Mẫu xe này được giới chuyên gia đánh giá phù hợp để sử dụng làm xe chạy dịch vụ bởi mức chi phí đầu tư ban đầu tương đối thấp ngoại thất khỏe khoắn và chắc chắn. Accent 2021 1.4 MT tiêu chuẩn sở hữu phong cách thiết kế mới nhất của hãng xe đến từ Hàn Quốc. Mẫu xe này có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.440 rộng 1729 cao 1.470 mm. Dáng xe nhỏ gọn, có thể linh hoạt khi di chuyển trong các khu vực dân cư đông đúc. Nhìn trực diện, phần đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt hình thác nước với các nan ngang được mạt com sơn đen, tạo cảm giác khỏe khoắn hơn cho chiếc xe. Cụm đèn trước được đặt cân đối hai bên với thiết kế dạng bọ tròn ấn tượng. Ở phiên bản này, cụm đèn trước vẫn sử dụng loại bóng dạng halogen chiếu sáng. Phần thân xe của chiếc Accent 2021 1.4 MT tiêu chuẩn được đánh giá là thanh thoát với những đường dập nổi nhẹ nhàng, tinh tế. Tay nắm cửa được mạ bằng chrome, gương chiếu hậu được sơn cùng màu với thân xe. Gương chiếu hậu ở phiên bản này chỉ được trang bị tính năng chỉnh điện, trong khi đó các phiên bản khác còn được trang bị thêm tính năng gập điện. Accent 2021 1.4 MT tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm la-zăng kích thước 15 inch tương tự như ở phiên bản 1.4 MT đầy đủ và 1.4 AT. Riêng bản 1.4 AT đặc biệt sử dụng bộ la-zăng 16 inch. Phần đuôi xe sở hữu những đường nét tinh tế với cụm đèn hậu được ôm sát hai bên. Điểm nhấn nổi bật của chiếc xe Accent 2021 1.4 MT bản tiêu chuẩn vẫn là logo chữ H nghiêng được đặt ở chính giữa đầy cá tính. Ngoài ra, tấm phản quang ở phần đuôi xe kết hợp cùng cản sau màu đen cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp nổi bật cho chiếc Accent 2021 1.4 MT tiêu chuẩn. Nội thất thoải mái và thực dụng. Người dùng không cần phải lo lắng về khoang nội thất khi chiếc Hyundai Accent 1.4 MT bản tiêu chuẩn sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.580mm. Thậm chí, mẫu xe này sở hữu chiều dài có phần nhỉnh hơn so với xe Vios 2021. Chính giữa táp lô là màn hình trung tâm với kích thước 7 inch bảng táp lô được thiết kế hơi nghiêng về phía người lái, thuận tiện hơn trong quá trình tương tác với các tiện ích trên màn hình trung tâm. Vô lăng được thiết kế dạng ba chấu bọc da, mang đến cảm giác đầm tay cho người lái. Hai bên vô lăng được tích hợp các nút điều khiển tiện ích khác nhau giúp thực hiện các thao tác một cách dễ dàng. Toàn bộ ghế trên phiên bản tiêu chuẩn Accent 1.4 MT được bọc bằng chất liệu nỉ dễ dính mồ hôi, gây ra cảm giác khó chịu cho người ngồi trong xe. Người lái được trang bị chỉnh tay 6 hướng và ghế phụ được trang bị chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế phía sau có khoảng để chân rộng rãi, có thể gập chỉnh tỷ lệ 60-40 để mở rộng khoang chứa đồ. Khoang hành lý của chiếc Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn có dung tích đạt 387 lít và có thể mở rộng hơn nếu gập hết hàng ghế thứ hai. Mẫu xe này còn trang bị tiện ích thông minh mở cốp bằng cách cầm chìa khóa đứng sau xe 3 giây. Cốp sẽ tự động mở để bạn bỏ đồ vào bên trong dễ dàng. Tiện ích trên chiếc Hyundai Accent 1.4 MT bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị điều hòa dạng cơ. Tuy nhiên, Xe lại có cửa gió điều hòa ở các vị trí ghế sau nên mọi chỗ ngồi đều có được cảm giác mát mẻ, thoải mái. Xe được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 7 inch có thể kết nối giải trí Bluetooth, USB, AUX. Hệ thống giải trí 6 loa tạo ra chất lượng âm thanh sống động và chân thực nhất. Ngoài ra, xe cũng được trang bị một số tiện ích khác như khóa cửa điện, cần bọc số, hộc đựng đồ, hộp tựa tay trung tâm, động cơ vận hành Xe Accent 1.4 MT tiêu chuẩn 2021 được trang bị khối động cơ cấp 3 1.4 LMPI, -E, tạo ra công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng phút. Xe cũng được trang bị hộp số sàn 6 cấp giúp khả năng chuyển số linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hệ thống treo trước sau được trang bị là map forson trên thanh cân bằng mang đến độ êm ái, ổn định cho phần thân xe khi di chuyển qua những con đường gập ghềnh. Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn sử dụng kiểu trợ lái điện, mang tới cảm giác đánh lái nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cảm giác này không có gì lạ bởi đây là dòng xe hướng tới nhu cầu sử dụng chủ yếu trong công việc và chạy dịch vụ trong nội đô. Hệ thống an toàn đạt chuẩn Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn được trang bị các tính năng an toàn trên xe bao gồm Hệ thống chống bó cứng phanh IBS Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp Hệ thống phân phối lực phanh EBD Một túi khí Dây đai an toàn 5 thank you